Cô chào các em. Hôm nay cô và các em sẽ học bài tập đọc đầu tiên của tuần 25 và cũng là bài tập đọc đầu tiên của chủ điểm mới. Vậy theo các em, tuần này chúng ta học chủ điểm gì? À, tuần này chúng ta sẽ học chủ điểm những người quả cảm. Vậy tên chủ điểm gợi lên cho em những điều gì? À, tên chủ điểm gợi cho em nhớ đến những người con ưu tú của đất Việt, những người con anh dũng dám hy sinh bản thân mình vì lý tưởng cao đẹp. Như anh Nguyễn Văn Trỗi, chị Võ Thị Sáu, anh Kim Đồng, anh Nguyễn Bá Ngọc. Mời các em xem video nhé. Trong video có gì? À, trong video có các hình ảnh liên quan đến cướp biển. Các em hãy quan sát tranh và cho cô biết tranh vẽ gì? À, tranh vẽ về hai nhân vật có hai thái độ khác nhau. Và đó là hai nhân vật nào? Chúng ta cùng mở sách giáo khoa trang 66 và tìm hiểu bài tập đọc tên cướp biển Stevenson. Các con lưu ý đọc bài với giọng rõ ràng, dứt khoát, gấp gáp dần theo diễn biến câu chuyện. Lời tên cướp cục cằn, hung dữ, lời bác sĩ Lee điềm tĩnh, kiên định, đầy sức thuyết phục. Các con cùng nghe cô đọc bài. Khuất phục tên cướp biển. Tên chúa tàu ấy cao lớn, vàm vỡ, da lưng sạm như gạch nung. Trên má hắn có một vết sẹo chém dọc xuống, trắng bệch. Hắn uống lắm rượu đến nỗi nhiều đêm như lên cơn loạn óc, ngồi hát những bài ca man rợ. Một lần, bác sĩ Lee, một người nổi tiếng nhân từ, đến thăm bệnh cho ông chủ quán trọ. Tên chúa tàu lúc ấy đang ê a bài hát cũ. Hát xong, hắn quen lệ đập tay xuống bàn quát mọi người im. Ai nấy nín thít. Riêng bác sĩ vẫn ôn tồn giảng cho ông chủ quán trọ cách trị bệnh. Chúa tàu trừng mắt nhìn bác sĩ quát. Có câm mồm không? Bác sĩ điềm tĩnh hỏi. Anh bảo tôi phải không? Khi tên chúa tàu cục cằn bảo phải, bác sĩ nói. Anh cứ uống rượu mãi như thế, thì đến tôi phải tống anh đi nơi khác. Cơn tức giận của tên cướp thật dữ dội. Hắn đứng phắt dậy, rút soạt dao ra. Lăm lăm trực đâm, bác sĩ Lee vẫn dõng dạc và quả quyết. Nếu anh không cất dao, tôi quyết làm cho anh bị treo cổ trong phiên tòa sắp tới. Trong bác sĩ lúc này với gã kia thật khác nhau một trời một vực. Một đằng thì đức độ hiền từ mà nghiêm nghị, một đằng thì nanh ác hung hăng như con thú dữ nhốt chuồng. Hai người gườm gườm nhìn nhau, rốt cục tên cướp biển cúi gằm mặt, ra dao vào, ngồi xuống, lầu bầu trong cổ họng. Một lát sau, bác sĩ lên ngựa. Từ đêm ấy, tên chúa tàu im như thóc. Theo Stevenson. Bây giờ cô sẽ giúp các con chia đoạn. Bài này được chia làm 3 đoạn. Đoạn 1, từ đầu đến bài ca man rợ. Đoạn 2, từ một lần đến phiên tòa sắp tới. Đoạn 3 là đoạn còn lại. Các con hãy dùng bút chì đánh dấu vào sách và đọc bài nhé. Để giúp bài đọc tốt hơn, cô sẽ luyện đọc cho các con một số từ khó các con cần lưu ý.
Từ đầu tiên, vạm, vỡ, các con lưu ý. Âm vờ, vần am, đọc là vạm. Âm vờ, ơ, ngã vỡ, vạm, vỡ. Loạn, óc, các con chú ý. Loạn, âm l, vần oan, o, a, n, oan, đọc là loạn, óc. Điềm, tĩnh, các con lưu ý. Âm tờ, vần inh, dấu ngã. Điềm, tĩnh. Trắng, bệch, các con lưu ý. E, chờ, ếc, bờ, ếc, bếc, nặng, bệch, đọc là trắng, bệch. Ngoài những từ khó thì trong bài còn có một số từ các con cần rõ nghĩa. Ngoài những từ được giải nghĩa sách giáo khoa, cô còn có một số từ sau. Lăm lăm. Lăm lăm có nghĩa là ở tư thế, sẵn sàng và rất chăm chú. Đợi có thời cơ là hành động ngay. Dõng dạc là mạnh mẽ, rõ ràng, chững chạc. Quả quyết có nghĩa là khẳng định một cách chắc chắn, không chút do dự. Bây giờ các con hãy đọc thầm đoạn 1 và trả lời cho cô câu hỏi. Những từ ngữ nào cho thấy tên cướp biển rất dữ tợn? Các con hãy bấm dừng video, đọc bài và trả lời cho cô. Các con đã có câu trả lời chưa? Hãy nhìn lên màn hình nào. Những từ ngữ cho thấy tên cướp biển rất dữ tợn đó là: trên má có vết sẹo chém dọc xuống, trắng bệch, uống rượu nhiều, lên cơn loạn óc, hát những bài ca man rợ. Vậy, qua đoạn 1, các con rút ra được nội dung gì? Nội dung của đoạn 1 là nói lên hình ảnh tên cướp biển rất hung dữ và đáng sợ. Vậy, để tiếp tục biết diễn biến của câu chuyện, chúng ta sẽ đọc đoạn 2 và trả lời các câu hỏi. Các em hãy đọc thầm đoạn 2 trả lời câu hỏi sau. Tính hung hãn của tên cướp biển được thể hiện qua chi tiết nào? Các con hãy bấm dừng video, đọc và trả lời câu hỏi. Các con đã có câu trả lời chưa? Cô biết là các con đã tìm được kết quả. Vậy các con hãy nhìn lên màn hình xem kết quả của con có giống kết quả của cô không nhé? Tính hung hãn của tên cướp biển được thể hiện qua chi tiết đó là: tên chú tàu đập tay xuống bàn quát mọi người im. Thô bạo quát bác sĩ đi, có cơm mồm không? Rút soạt dao ra, lăm lăm trực đâm bác sĩ Ly. Vậy thấy tên cướp biển, như vậy bác sĩ Ly đã làm gì? Thấy tên cướp biển như vậy, bác sĩ Ly đã ôn tồn giảng dạy cho ông chủ quán cách trị bệnh. Điềm tĩnh khi hỏi lại hắn: anh bảo tôi có phải không? Dõng dạc và quả quyết. Nếu hắn không cất dao, sẽ đưa hắn ra tòa. Vậy, qua lời nói và cử chỉ của bác sĩ Ly, cho ta thấy ông là người như thế nào hả các con? Qua lời nói và cử chỉ của bác sĩ Ly cho ta thấy ông là một người rất hiền hậu, điềm đạm, nhưng cũng rất cứng rắn, dám đối đầu chống cái ác, bất chấp nguy hiểm. Vậy, nội dung của đoạn 2 muốn nói với ta điều gì? Nội dung của đoạn 2 muốn kể về cuộc đối đầu của bác sĩ Ly và tên cướp biển. Tên chúa tàu có dáng vẻ rất hung ác và khuôn mặt đáng sợ. Đã từ lâu mọi người không dám làm gì hắn. Khi hắn nói, mọi người nín thít. Chỉ riêng bác sĩ Ly dám đối đầu với hắn. Kết quả giữa cuộc đối đầu của hắn và bác sĩ Ly như thế nào?
Chúng ta cùng tìm hiểu ở đoạn cuối của bà. Các bạn hãy đọc thầm đoạn 3 trả lời cho cô câu hỏi. Cặp câu nào trong bài khắc họa hai hình ảnh nghịch nhau của bác sĩ Ly và tên cướp biển? Các bạn hãy bấm dừng video, đọc và trả lời câu hỏi. Cô tin rằng các bạn đã tìm được những câu trả lời cho câu hỏi. Bây giờ các bạn hãy nhìn lên màn hình, đối chiếu câu trả lời của các bạn với câu trả lời của cô nhé. Cặp câu trong bài khắc họa hai hình ảnh nghịch nhau của bác sĩ Ly và tên cướp biển đó là: một đằng thì đức độ hiền từ mà nghiêm nghị, một đằng thì nanh ác hung hăng như con thú dữ nhốt chuồng. Theo các con, vì sao bác sĩ Ly khuất phục được tên cướp biển hung hãn? Các con hãy bấm dừng video, đọc và suy nghĩ để trả lời câu hỏi. Các con đã có câu trả lời chưa? Hãy nhìn lên màn hình so sánh câu trả lời của mình với câu trả lời của cô nhé. Bác sĩ Ly khuất phục được tên cướp biển hung hãn vì bác sĩ bình tĩnh và cương quyết bảo vệ lẽ phải. Vậy, đoạn 3 kể lại tình tiết nào? Đoạn 3 kể lại tình tiết tên cướp biển bị khuất phục. Với sự bình tĩnh và cương quyết bảo vệ lẽ phải, bác sĩ Ly đã khuất phục được tên cướp biển. Cũng có thể tên cướp biển sợ bác sĩ đưa ra tòa, nhưng chính lẽ phải đã thắng. Câu chuyện muốn nói rằng sức mạnh chính nghĩa sẽ thắng sự hung tàn bạo ngược. Vậy, chuyện đọc trên giúp các con rút ra được điều gì? Chuyện đọc trên giúp chúng ta rút ra được nội dung ca ngợi hành động dũng cảm của bác sĩ Ly trong cuộc đối đầu với tên cướp biển hung hãn, ca ngợi sức mạnh chính nghĩa thắng sự hung ác bạo ngược. Bây giờ cô sẽ luyện đọc diễn cảm cho các con. Các con chú ý, ở đây cô đã tô đậm một số từ màu đỏ, đó là những từ chúng ta cần nhấn giọng. Các con cùng nghe cô đọc bài nhé. Chúa tàu trừng mắt nhìn bác sĩ quát: có câm mồm không? Bác sĩ điềm tĩnh hỏi: anh bảo tôi phải không? Khi tên chúa tàu cục cằn bảo: phải, bác sĩ nói, anh cứ uống rượu mãi như thế thì đến phải tống anh đi nơi khác. Cơn tức giận của tên cướp thật dữ dội. Hắn đứng phắt dậy, rút soạt dao ra, lăm lăm chực đâm. Bác sĩ Ly vẫn dõng dạc và quả quyết: nếu anh không cất dao, tôi quyết làm cho anh bị treo cổ trong phiên tòa sắp tới. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Chào tạm biệt các em. Chúc các em học tốt. Các em hãy về nhà đọc phân vai và đọc cho ba mẹ và anh chị nghe nhé.